Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố đã huy động gần 500 đồng chí, lực lượng thường trực và trên 3.000 dân quân tự vệ phối hợp với các địa phương tổ chức triển khai di rời tài sản và vật nuôi đến nơi tránh trú an toàn, đồng thời tuyên truyền vận động hướng dẫn nhân dân sơ tán khỏi vùng ngập lụt. Cùng với đó, sẵn sàng chủ động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị ứng phó cơ động thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Đặc biệt, chú trọng bảo vệ an toàn các trọng điểm đê kè, cống, vị trí xung yếu, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, kịp thời xử lý trước mọi tình huống có thể xảy ra. Tổ chức các lực lượng canh trực 24/24 giờ, kịp thời phát hiện, xử lý các mạch đùn, mạch sủi, không để xảy ra bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Các lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức cơ động đến các địa phương có nguy cơ cao, từ đó phối hợp với các địa phương xử lý khi có tình huống xảy ra. Thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, huy động tối đa nguồn lực, vật lực, trang bị, phương tiện cùng các lực lượng tham gia xử lý có hiệu quả các tình huống, quyết tâm không để thiệt hại về tài sản, tính mạng, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống.